diễn biến mới vụ Quỳnh Anh vợ cầu thủ Duy Mạnh bị tố nhập nhằn lương thưởng, nửa đêm, nhân viên bóc phốt có quyết định bất ngờ. Tối muộn hôm qua 14 tháng 8, thông tin công chúa béo, Quỳnh Anh vợ Duy Mạnh bị tố nhập nhằn lương thưởng, thái độ cáo bẳn, chỉ biết chửi mắng không suy xét, bất ngờ xuất hiện và gây chú ý trên mạng xã hội. Tất cả xuất phát từ bài đăng của HD. Một người tự nhận là nhân viên đang làm việc tại shop thời trang mỹ phẩm do hai chị em Quỳnh Anh và Huyền My làm chủ. Shop thời trang và mỹ phẩm do chị em Quỳnh Anh, huyền mi làm chủ bị tố nhập nhằng chuyện lương thưởng người này cho biết dù đã xin nghỉ nhưng phía quỳnh anh từ chối trả hết lương mà đề nghị hết giảng cách hd quay lại bàn giao công việc thì mới được nhận đủ nếu không chỉ nhận lương cứng hậu bài tố huyền mi cũng đã đại diện lên tiếng chị gái quỳnh anh đã giải thích ngọn ngành các khúc mắc liên quan đến chuyện lương chuyện bất đồng quan điểm với nhân viên mới nhất vụ việc cũng có thêm những diễn biến mới do bên hd cập nhật Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng, nhân viên này đã chia sẻ thêm một loạt tin nhắn giữa mình và Huyền My. Theo nội dung đoạn chat thì Huyền My cho hai cô muốn trao đổi trực tiếp thay vì đôi co trên mạng, bởi như vậy sẽ không có lợi cho cả hai. Đồng thời, bên Huyền My cũng quyết định gửi trả toàn bộ lương thưởng tháng rồi cho HD. Nếu đã là những hiểu lầm không đáng có thì chị không muốn chia tay một nhân viên đã hơn một năm gắn bó theo cách như này. Mặc dù em không yêu cầu nhưng chị cũng sẽ chuyển tiền thưởng tháng 7 đúng như nguyện vọng cho em. Tiền hàng em lấy tiền phạt tháng 7 chỉ cho em, tin nhắn Huyền My viết. Nội dung đoạn chat mới nhất do người tố đăng tải cho thấy bên Quỳnh Anh đã chuyển trả lương thưởng xong người này quyết định trả lại. Tuy nhiên, cái kết cuối cùng là hát để từ chối nhận tiền từ Quỳnh Anh và Huyền My. Vì không biết giá cả cụ thể sản phẩm mua từ shop nên nhân viên này đã ước chừng số tiền và chuyển lại với lý do đến tầm này thì không cần gì nữa, cho cũng không dám xin. Mình sẽ chờ bên shop chết lại các khoản và làm rõ lại với shop vậy nên mình xin phép được khóa comment bài này lại xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều người này nói thêm nhân viên này đã khóa bình luận bài tố ngay sau đó khi sự việc nổ ra